Ở giải đấu lần này là lần đầu tiên mà trường Đại học Tây Nguyên có đội bóng Futsal tham dự và cũng là lần đầu tiên mà giải đấu được diễn ra tại tỉnh nhà. Nó thực sự cũng lại không nhiều sân chơi dành cho các vận động viên ở lứa tuổi sinh viên, và đây là một sân chơi mang tính chuyên nghiệp, và tôi rất cảm ơn ban tổ chức cũng như là các nhà tài trợ đã tạo ra sân chơi này để cho các vận động viên, các sinh viên có một sân chơi cọ xát và nâng cao trình độ. Về mục tiêu thì ban lãnh đạo của nhà trường cũng đã đưa ra trước khi mà đội tập trung, đó là đầu tiên là phải đá hết mình, đá đẹp, sau đó thì sẽ tính đến việc chuyên môn. Về chuyên môn thì với những gì mà tôi đã tập luyện thì ban luyện cũng như là các cầu thủ cũng đã mục tiêu là đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó vào tới những trận knockout thì sẽ cố gắng từng tình huống một để có được thành tích cao nhất. Về các học trò của mình thì nhìn chung các em cũng đã tuân thủ đúng chiến thuật. Nhưng đương nhiên là với so với môi trường chuyên nghiệp thì các em vẫn có một điều gì đó không thể bằng được. Đặc biệt là trong trận đấu với Đại học Đà Lạt thì có một số tình huống mà các em đã chơi thiếu tập trung khiến cho đội đã không thể có được một kết quả tốt. Nhưng ở đến với trận đấu thứ ba này thì các em đã chơi tốt và hoàn thành đúng chiến thuật và đã có được một chiến thắng, qua đó có được một chiếc vé để đến vòng bán kết. Để nói về chức vô địch lúc này có lẽ là hơi sớm, tại vì chúng tôi còn một đối thủ rất mạnh ở phía trước nữa, đó là đội bóng nhất bảng A, đội bóng đã ghi được nhiều bàn nhất đến lúc này, đó là Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Nhưng đương nhiên thì cả đội sẽ quyết tâm, về còn như tôi đã nói thì trong vòng bán kết thì sẽ cố gắng từng tình huống một để cố gắng làm sao để có được một kết quả tốt nhất, và mục tiêu sẽ là trận chung kết đã.